Xin chào các bạn, mình Dương Dê. Như các bạn đã biết, trong rất nhiều những video tư vấn điện thoại cũng như là những video mà mình quay ở dưới phông xanh thì mình thường sử dụng MacBook để đọc câu hỏi tư vấn điện thoại hay là xem những thông tin để mà cập nhật thêm cho các bạn. Đấy, và mình đã sử dụng MacBook được khoảng 4 năm nay rồi. Đấy, lúc đầu thì mình cũng kiểu như là nghĩ rằng là việc mua MacBook ấy để cho nó đẹp, bởi vì đúng thật là thiết kế của MacBook là rất đẹp, thì mình lên hình nói gì nói nhìn nó cũng sẽ chảnh hơn một chút. Đấy, tuy nhiên là cái MacBook Pro này của mình là cái MacBook thứ 3 mà mình mua. Đấy, lúc đầu thì mới nhập môn thì mình cũng chỉ mua những loại MacBook nó rẻ rẻ thôi, tầm khoảng 15-16 triệu thôi. Thế xong sau đó thì mua lên những loại MacBook tầm khoảng 25-26 triệu. Còn MacBook này thì mình mua là 35 triệu. Đấy, thì mình nghĩ là lúc đầu nếu mà chúng ta đang chuyển từ Windows sang MacBook ấy, nếu mà các bạn có tiền không nói gì nhá, nhưng nếu mà chúng ta chưa có nhiều tiền thì chúng ta nên mua những loại MacBook kiểu như là MacBook Air như thế này. Đấy, hiện tại cái mẫu MacBook Air đời 2014 phiên bản RAM 8, bộ nhớ trong 128, đây bộ trong SD đấy nhá, và con chip Core i5 thì đang được bán tại VinFast Laptop với mức giá là 13.490.000 đồng. Đấy, thì với mức giá đó các bạn nhập thêm mã Dương Dê 300 hoặc là cứ gọi điện trực tiếp đến VinFast, các bạn nói là mua qua kênh anh Dương Dê, thì không chỉ MacBook đâu mà bất kỳ laptop Windows nào các bạn cũng sẽ được giảm thêm 300.000 nữa nhá. Đấy, và đối với laptop Windows thì giá đó lại còn là giá bao gồm cả Win bản quyền cũng như là bảo hành trọn đời cho các bạn nữa. Cái MacBook này thì làm cho mình nhớ về cái thời điểm cách đây khoảng 4 năm. Cách đây khoảng 4 năm thì mình cũng mua cái MacBook đời 2014 này, nhưng mà lúc đó thì giá nó cao lắm. Đây là Mac Air. Mac Air thì ưu điểm của nó rất là mỏng, nhẹ và đặc biệt nữa là pin cực kỳ trâu. Ưu điểm nó là pin trâu cực kỳ luôn, chắc là phải trâu gấp đôi con MacBook Pro này của mình này. Và các cổng kết nối thì vẫn rất là đầy đủ. Mình cũng đã có video nói rồi đấy, và cái thiết kế nó vẫn rất là sang trọng nhá. Thêm nữa là cái logo này của nó này, thì nó là logo phát sáng. Logo mới của mình thì không phải là logo phát sáng đâu. Từ đời 2015 trở xuống thì nó mới có logo phát sáng thôi. Chứ còn 2016 trở đến đây thì đã không có logo phát sáng nữa rồi. Đấy. Khi chúng ta đi mua MacBook, đặc biệt là đối với những người đang sử dụng Windows chuyển sang MacBook, thì cái vấn đề mà họ quan tâm tới đó là những cái trải nghiệm, liệu nó khác biệt quá hay không, và liệu người mới sử dụng MacBook làm quen nó có dễ dàng hay không. Đấy, thì như các bạn biết rồi đấy, Admin Kha đã làm rất nhiều những video về máy tính Windows rồi, nhưng mà chưa bao giờ Admin Kha làm video về MacBook cả. Đấy, và Admin Kha thì cũng chưa có sử dụng một cái MacBook nào cả. Đấy, thì những cái trải nghiệm của Admin Kha sẽ là những cái trải nghiệm thật nhất dành cho các bạn biết được về một người mới bắt đầu làm quen với MacBook sẽ như thế nào. Đấy, và nếu mà các bạn muốn mua cái mẫu MacBook này thì nên mua tại VinFast Laptop. Đấy, mình thấy là cũng hợp lý. Rồi, ok. Và bây giờ sẽ là phần đánh giá chi tiết của mình cho cái chiếc MacBook Air 2014 này. Thật sự, đối với cá nhân bản thân mình thì đây là lần đầu tiên mình trải nghiệm một chiếc MacBook trong vòng một khoảng thời gian nó dài như thế, tầm khoảng là hơn một tuần rồi. Đó, thì mình cũng sẽ nêu ra những cái đánh giá của mình với một người dùng là từ Windows chuyển sang macOS các bạn nhé. Nhìn chung thì mình thấy rằng là đầu tiên là cái thiết kế của chiếc MacBook Air này, tuy là nó thuộc thế hệ 2014 thôi nhưng mà nó rất đẹp các bạn à, và cực kỳ mỏng nhẹ luôn. Và các bạn có thể thấy được cái dòng đặc trưng đó chính là nó sẽ vẫn giữ được cho chúng ta là một cái logo quả táo sáng ở đây. Đến đời 2016 thì nó mới loại bỏ đi cái quả táo sáng này, thay vào đó thì nó sẽ là một cái quả táo nó trông nó sẽ lấp lánh, nó sang trọng hơn nhưng mà nó sẽ không còn phát sáng nữa. Đó, nhìn chung thì ở thời điểm hiện tại với một chiếc MacBook 2014 nó vẫn có thể đáp ứng đủ cho các bạn về những cái nhu cầu, ví dụ như là những cái tác vụ văn phòng này, cùng với đó là thể hiện được cái sự sang chảnh là một điều không thể tránh khỏi rồi. Màn hình của chiếc máy này thì nó sẽ có chúng ta là một cái kích thước 13.3 inch, và cái độ phân giải trên cái chiếc MacBook này sẽ là HD. Tổng hợp hài hòa hai thứ này lại thì mình thấy rằng là cái chất lượng chi tiết cũng như cái chất lượng màu sắc cho ra là vẫn rất tốt. Tất nhiên là trong phân khúc giá này chúng ta vẫn có thể lựa chọn những cái tấm nền nó cho chất lượng tốt hơn đến từ những cái laptop Windows. Đó, cho nên là nhìn chung ấy, đó là cái sự gì đó mình thấy là nên đánh đổi để chúng ta có một cái thương hiệu tốt hơn như là Apple. Và thứ hai thì khi mà các bạn mang ra đường thì các bạn biết chắc chắn rồi, cái sự sang chảnh là một điều mà nó sẽ giúp cho các bạn tự tin hơn trong công việc cũng như là đi gặp đối tác, đi gặp bạn bè mọi người nữa, đúng không nào? Còn về phần cấu hình thì cái chiếc MacBook này nó sẽ chạy chúng ta là một con chip Core i5 thế hệ thứ 3 thôi. Nhưng mà trong quá trình mình trải nghiệm những cái tác vụ bình thường, từ lướt Facebook, xem YouTube đến làm những cái tác vụ cơ bản văn phòng, soạn kịch bản chẳng hạn, thì nó vẫn cho ra là rất là mượt mà. macOS thì mình thấy là nó cũng sẽ giống với lại iOS vậy, nó rất là mượt và nó tiêu cực kỳ tốt luôn. Và nó sẽ khác với iOS một tí, đó chính là các bạn vẫn có thể là cài bên app thứ ba và sử dụng như là bình thường. Nó sẽ giống phần nào nó như Windows phải các bạn à.
đó, chứ không phải là nó bó buộc cho chúng ta vào trong một cái cửa hàng App Store duy nhất đâu. Nên trong quá trình sử dụng, nếu như các bạn muốn cài những app, thậm chí là Correct chẳng hạn, thì nó sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với lại là dùng một chiếc điện thoại iPhone, đúng không nào? So sánh như thế thì nó cũng hơi cập khiển, nhưng mà để siết cho những người mà kiểu họ đang sử dụng một cái hệ điều hành là iOS đi, họ muốn mua thêm một cái MacBook nữa để nó đồng bộ hóa, thì những thông tin như thế này sẽ giúp cho họ đỡ cảm thấy rằng là iOS thực chất thì trong hệ sinh thái của Apple nó không thật sự là tù túng lắm đâu. Đó, cài app bên ngoài thì rất là dễ dàng. Cùng với đó thì chúng ta sẽ có là một cái bàn phím form cũ, không phải là dạng cánh bướm ở thời điểm hiện tại. Mình thấy rằng là trên một số các group diễn đàn công nghệ thì họ chê rất nhiều về cái bàn phím cánh bướm, tại vì nó gây ra hiện tượng bị kẹt phím và đôi lúc là ấn nó không ăn. Đó, và cảm giác, thậm chí là cái cảm giác gõ phím của nó thật sự rất tồi tệ nữa. Nhưng mà đối với bàn phím form cũ như thế này thì Apple khoảng cho chúng ta một cái hành trình phím vừa phải, gõ cực kỳ là thích luôn. Đến đời 2020 thì những chiếc MacBook thế hệ mới đó cũng sẽ quay lại, cũng đã quay lại cái kiểu bàn phím cũ như thế này rồi. Tại vì rằng là đối với những dạng cái bàn phím cánh bướm như thế thì nó có rất là nhiều nhược điểm. Thành ra thì bảo hành cho khách hàng rất là thường xuyên. Apple thì chắc chắn các bạn đã biết rồi, ưu tiên về lợi nhuận. Cho nên là họ cũng phải mất 5 năm để có thể là thay đổi được bàn phím này đó. Còn về touchpad thì mình thấy rằng là cái chiếc MacBook này nó vẫn sẽ có một cái thước rất lộng, đó, giúp cho các bạn có thể thao tác cực kỳ dễ dàng luôn. Và con này nó cho ra một cái cảm giác thao tác chạm, cũng như rằng là khi mà kết hợp với Mac OS thì thật sự nó rất là tiện dụng luôn các bạn à. Ví dụ như các bạn có thể là vuốt ba ngón này để là bôi đen, rồi là vuốt hai ngón, nên như chung là những cái thao tác có trên cái chiếc MacBook này mình không tiện để nói chi tiết cho các bạn, nhưng mà cơ bản thì nó sẽ tiện hơn rất nhiều so với lại một chiếc laptop Windows. Và về phần loa của con này nó cũng sẽ cho ra một chất âm, nó đi theo cái form giống như là iPhone vậy, nó sẽ theo một cái chất âm sáng và âm lượng thì rất là to, chất lượng thì cực kỳ tốt rồi. Loa con này thì được mình đánh giá là hay nhất trong phân khúc, không có gì để chê cả. Khoảng 13,5 triệu thì chúng ta sẽ có ngay một cái form MacBook mà phải gọi rằng là không lỗi thời mấy về cái mặt thiết kế. Và chúng ta cũng sẽ có được trang bị đầy đủ các cổng kết nối ở đây. Đầu tiên thì chúng ta sẽ có là một cổng Thunderbolt này, rồi là hai cổng USB Type-A này, rồi là chúng ta sẽ có thêm một cái jack tai nghe 3.5 này. Còn về phần thời gian sử dụng pin thì mình thấy rằng là con này nó vẫn sẽ trụ trong vòng từ 4 đến 5 tiếng. Tức là khi các bạn sạc đầy khoảng 100%. Ở đây thì mình muốn nói cho các bạn là mình đang review một cái chiếc laptop cũ, nên thành ra thì nó sẽ không cho ra một cái thời gian sử dụng pin nó hoàn hảo như là trên một chiếc MacBook mới. Nên mình nghĩ rằng là với cái khoảng thời gian 4 đến 5 tiếng thì thật sự nó cũng là hợp lý cho một chiếc laptop văn phòng rồi. Thực ra ấy, thì mình nghĩ rằng là với cái phần thời gian sử dụng pin trên MacBook ấy, nó sẽ thoải mái hơn rất nhiều so với lại những chiếc điện thoại iPhone. Tức là ở đây mình không so sánh là về thời gian sử dụng pin, mà là mình so sánh theo cái kiểu là về cái độ thoải mái. Một chiếc MacBook bình thường thì nó sẽ khiến cho các bạn bất ngờ về cái khoảng thời gian sử dụng pin. Đó, nhiều người cứ nghĩ rằng là những thiết bị đến từ Apple thì luôn luôn là pin yếu, rồi pin không được dài rồi này kia. Nhưng mà khi các bạn trải nghiệm MacBook thì các bạn sẽ thấy thời gian sử dụng pin của cái thiết bị này rất là tốt. Đó, và cuối cùng thì mình tổng kết lại, chiếc máy này nó sẽ có cho chúng ta là một cái thiết kế cực kỳ đẹp, mỏng nhẹ, và có một cái logo quả táo ở đây thì nó đã xứng đáng phần nào rồi trong phần khúc giá này. Về chất lượng màn hình thì mình đánh giá nó chỉ ở mức là khá tốt thôi. Về bàn phím thì mình đánh giá nó ở mức tốt. Và kể về phần touchpad, touchpad thì cực kỳ tốt các bạn nha. Mình rất thích cái kiểu dạng touchpad trơn trượt mà vuốt tốt như thế này, phản hồi rất là nhanh. Về phần loa cũng là rất hay này. Và cuối cùng thì về thời gian sử dụng pin, nó vẫn sẽ giúp cho các bạn có thể sử dụng trong vòng là khoảng từ 4 đến 5 tiếng, tức là một buổi làm việc của các bạn đó, nếu như các bạn quên sạc. Và các bạn nghĩ sao về cái chiếc MacBook 2014 này thì xin hãy để lại ý kiến của mình bên dưới phần bình luận video nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.